thì mình đang có mặt ở Hà Nội thôi các bạn. Ngày 17 tháng 2 giờ lúc 3 giờ 20 chiều mình mới vừa đi đổ xăng. Tại vì xe để lên xe khách thì người ta rút hết xăng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với lại bạn này đi qua bên quận Hoàng Kiếm để mướn phòng. Đó, sẵn thì mình quay cho các bạn xem về gì đó khung cảnh của Hà Nội ha các bạn. Có nhiều bạn thì chưa ra Hà Nội thì không biết ra là sao, mình đi chẳng còn sớm, mình quay cho các bạn xem. Ngày mai thì mình sẽ quay thêm một lần nữa. Giao thông ở Hà Nội thì mình không có rành đường cho lắm á, thì thấy là nó hơi bị rối rối tí xíu. Nhưng mà nếu mà ở đây thường thì chắc là sẽ dễ hơn. Ở cũng giống như là người Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh mình thì cũng khó đi lắm, đại khái là vậy. Mẹ thằng em đi chung nè, ở lúc nào nó cũng phải hút thuốc vậy. Hà Nội mùa này thì mưa khá là nhiều các bạn. Không biết là nó chúc những cái ngày này là nó mưa hay là do mùa nữa. Nhưng mà mình đi thì nguyên khu vực miền Bắc này đang mưa rất là nhiều ha. Hình như là ở thành phố mình nó đâu có cái đèn phía trước giống vậy, nó chỉ có cột giống vậy thôi đúng không? Đèn giao thông nó chỉ có cột này thôi, còn ở đây nó có thêm cái đèn đó nữa đúng không? Ở thành phố mình đâu có gì đâu. Đó. Để rất là cao dễ quan sát hơn là thành phố. Nói chung thì các bạn đi du lịch thì mình có thể là xem Google Maps, giống như mình đang chạy xem Google Maps á, thì đi đâu cũng được hết các bạn. Chỉ có những cái con đường mà nó hơi khó đi tí xíu á, mình nhìn Google Maps nhiều khi nó hơi bị lộn á. Ở phía trên mình là hình như là đường ray xe lửa thì phải á. Thời tiết ở đây nó không có được tốt cho nên là nhiều khi người ta làm cũng không có được nhanh giống như trong Việt Nam mình á.
miền Bắc này thì có những cái chỗ mà người ta bán nước trà đó các bạn. Nếu mà theo người miền Nam mình người ta gọi là bán nước trà đó, còn theo người miền Bắc là bán nước chè đó các bạn. Đó thì có khá là nhiều hàng quán để cho mình có thể là vào uống, tại vì cái không khí Hà Nội chắc là nó hơi se lạnh á. Với lại là cái phong cách ở Hà Nội là hay như vậy từ xưa tới giờ rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy có những cái tòa nhà mà sương mù nó che khuất nửa cái nhà luôn kìa. Đường ở đây thì chưa có quen cho nên là đi nó hơi dễ bị lạc đường lắm. Đó, các bạn nhìn thấy phía xa xa kia có một cái tòa nhà mà sương mù nó che hết nửa tòa nhà rồi kìa. Cái cảnh này thì ở trong miền Nam mình là không bao giờ mà thấy được ha, chỉ rất là hiếm luôn á, nhưng mà không có được sương mù mà nhiều như vậy đâu. Đó các bạn nhìn thấy không? Đối với người Hà Nội thì những cái chuyện này là chuyện rất bình thường, nhưng mà đối với người miền Nam của mình là lần đầu tiên ra thì thấy khá là lạ. Đó, khá là lạ và hay hay. Ở trong miền Nam mình mà săn những cái cảnh này thì cực kỳ hiếm luôn các bạn. Đa số đường Hà Nội còn rất là nhiều công trình đang làm dang dở cho nên là đường nó không có được thông thoáng cho lắm. Và nó hơi dơ. Và đất cát đó, nó hơi dơ, nó hơi bám bẩn cái đường. Tức là xe mà từ 50cc trở lên đó là không có đường chạy.
nghĩa là các bạn đi xe quay xe rim đã gọi là mô tô rồi, và ở đây ghi cái bảng như vậy là không chính xác cho lắm. Chiều nè, rất là nhiều ha. Nếu mình đi mà không có chính xác đó là có thể là rất là dễ bị nhầm đường đó các bạn. Đó, hay gì hồi nãy cái hướng thẳng đó có thể là chạy thẳng qua đó luôn, nhưng mà phải đánh cái vòng qua đó, đi vòng qua đây để qua hướng bên đây nè các bạn. Nó khác cái đường ở thành phố của mình.
cái tuyến phố nó giống giống như những cái con đường mà để coi giống như đường Phan Văn Trị ở Gò Vấp mình á, thì khá giống giống vậy, hoặc là nó có thể giống như con đường Hai Bà Trưng ở phố mình á. Ở đây đa số các trò chụp khách du lịch là nhiều hơn.
hai giường đơn mình còn không ạ? Còn ạ, cho em hỏi là anh đặt người tên là gì ạ? À, chưa có đặt tên, nãy mình coi thôi chứ mình chưa có. Mà anh chưa đặt tên nó phải tìm. Còn ạ? À, một giường là bao nhiêu chị? Một giường là 80.000 ạ. Ok, cho hai giường nha. Cho em mở chứng minh thư của hai người đâu ạ? Em phải chụp ảnh ạ. Hàng kia nó bị mất cái chứng minh rồi. Có bằng lái xe hoặc là cái gì? Mất hết luôn, chứng minh bớt mà. Còn có mình thôi. Để mình lấy đồ cái. Đây là cái homestay mướn ở Hà Nội nha các bạn. Trên hình và review nó sẽ khác biệt nhau. Để ta đi vì chúng thầy.